Xin chào quý các bạn, rất vui được chào đón quý các bạn đã trở lại kênh YouTube của Goro. Mong rằng luôn nhận được sự ủng hộ từ quý các bạn bằng việc cho kênh một like, share cũng như một đăng ký. Trong quá trình xem video nếu có xuất hiện quảng cáo, mong quý các bạn hãy xem hoặc bấm vào quảng cáo để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn về dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cụ thể tình hình thi công các hạng mục liên quan tại vị trí các nhịp dầm vượt sông. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video để xem đến hiện nay thì nhà thầu đã thi công được những gì và khối lượng đạt được ra sao. Để có đánh giá khách quan cũng như có cái nhìn thực tế, mong quý vị và các bạn hãy xem hết video. Thời điểm ghi hình là vào lúc tầm gần 9 giờ sáng. Như các bạn đang nhìn thấy tại vị trí các trụ cầu T18, T19, T20 và T21 thì công tác thi công các hạng mục hộ lan sắt đều đã được hoàn thành. Hiện công nhân đang tiến hành vệ sinh mặt cầu để thi công trải thảm nhựa trong một vài ngày tới. Ngoài ra tại vị trí này chủ đầu tư cũng đang cho công nhân lắp đặt trụ giới hạn chiều cao cũng như treo biển phân làn đường trên cầu. Cũng như tại vị trí các trụ này, công tác thi công thay giằng thép giữa cầu Vĩnh Tuy 1 và cầu Vĩnh Tuy 2 để thi công bồn trồng hoa cũng đã được thi công. Phần đèn chiếu sáng cũng đã được thực hiện. Ngoài ra tại vị trí này cũng đã thấy thi công trụ phản quang đặt giữa vị trí cầu cũ và mới như các bạn có thể nhìn thấy trên video. Hiện các phương tiện thi công trải thảm nhựa đã được tập kết trên cầu như các bạn đang nhìn thấy, cho thấy chỉ trong ngày mai hoặc ngày kia, công tác thi công trải thảm nhựa tại các đoạn đã thi công xong hộ lan sắt sẽ được bắt đầu. Hiện nhà thầu mới thi công hạng mục hộ lan sắt đến vị trí này. Vì tại đoạn tiếp giáp, nhà thầu cũng mới thi công xong vỉa lan can. Công tác thi công hộ lan sắt sẽ được tiếp tục thi công trong một vài ngày tới. Thank you.
Đoạn này là đoạn thi công vỉa lan can cuối cùng. Hiện nhà thầu cũng đã tiến hành đổ xong bê tông, chờ tháo dỡ cốp pha trong một vài ngày tới để chuyển sang thi công hộ lan sắt. Hiện công tác thi công hộ lan sắt, đèn chiếu sáng cũng đã được thi công xong từ trụ T24 tiếp giáp với cầu cạn thi công ngược lại các trụ T23. Tại vị trí này, thì công nhân cũng đang thi công các thanh giằng tại vị trí giữa hai cây cầu để làm bột trồng hoa. Như vậy, đến hiện nay thì công tác thi công các hạng mục liên quan tại vị trí các nhịp dầm qua sông đã đạt được khối lượng hết sức ấn tượng. Nhà thầu thi công đồng thời tất cả các hạng mục liên quan như vỉa lan can, hộ lan sắt, đèn chiếu sáng, bồn trồng cây và hiện nay cũng đang chuẩn bị các công đoạn cho việc thi công trải thảm nhựa mặt cầu tại các đoạn đã thi công hoàn tất các hạng mục liên quan khác. Khối lượng tất cả các hạng mục liên quan ước đạt trên 80% trên toàn đoạn thuộc các trụ thi công vượt sông. Hiện nay là hạng mục còn lại nhiều nhất là trải thảm nhựa mặt cầu cũng như thi công lắp đặt giải phân cách cứng phân làn xe. Sau đó thì sẽ tiến hành thi công sơn vạch kẻ đường cũng như thi công hoàn tất bồn trồng cây để trồng cây giữa hai cây cầu là hoàn tất. Theo tiến độ như hiện nay thì có thể công tác sẽ hoàn tất vào trong tháng 8 năm 2023. Việc cán đích theo những kế hoạch đề ra là rất khả thi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý vị các bạn về dự án này trong các video tiếp theo. Mong quý các bạn đón xem.